Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin thế lực nào đang đâm sau lưng Tô Lâm. Ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam luôn có những cuộc đấu đá khốc liệt giữa các phe nhóm khác nhau. Nếu mâu thuẫn mà đến hồi không hòa giải được thì có thể họ sẽ ra tay triệt hạ cả sinh mạng của nhau chứ không phải là vừa. Tuy nhiên, những cú triệt hạ như thế chỉ dành cho những thế lực hàng đầu, bởi đơn giản khi ở quyền lực cao thì ngành tư pháp hay chỉ ít những thế lực khác trong đảng không thể sờ gáy họ được. Thực tế, để đánh nhau thì người ta hay dùng truyền thông đánh là chính. Có khi người ta dùng truyền thông chính thức và cũng có khi người ta dùng truyền thông mạng xã hội. Được biết, trước khi muốn triệt hạ Trịnh Xuân Thanh thì vào tháng 9 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho báo chí đồng loạt đăng về sai phạm chiếc xe Lexus 570 mang biển số xanh mà ông Trịnh Xuân Thanh đang sử dụng khi ông Thanh còn đang là phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Trịnh Xuân Thanh đã ngửi thấy bài đánh truyền thông nhắm vào ông ta nên ông ta đã xin nghỉ phép chữa bệnh, và với chiêu bài đó ông ta đã chuồn luôn và mang vụ án cho đến nay đã gây rắc rối ngoại giao Việt Nam và Đức rất nghiêm trọng. Đây là chiếc xe Lexus LX 570 của Trịnh Xuân Thanh bị Nguyễn Phú Trọng cho khui ra trên truyền thông nhà nước. Hay như việc đánh Nguyễn Xuân Anh, bí thư Đà Nẵng cũng như vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho truyền thông khui nguồn gốc chiếc xe Toyota mang biển số xanh 43A299 mà bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đang dùng. Không biết gì báo chí có dữ liệu chiếc xe Land Rover của doanh nhân đã tặng cho Đà Nẵng trùng khớp với biển số xe này. Thành ủy Đà Nẵng cho đó là chuyện bình thường vì xe sau khi mang biển số trắng khác với chiếc Avalon mà ông Nguyễn Xuân Anh dùng, vì xe ông Nguyễn Xuân Anh mang biển số xanh. Tuy nhiên, dù có thanh minh thế nào thì ông Nguyễn Xuân Anh cuối cùng cũng bị kỷ luật bãi chức. Và điều đáng nói là ông Nguyễn Phú Trọng đã nhắm vào con trai của cựu ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi để hạ bệ ông thái tử đảng này, lấy ghế giao cho người khác. Chứ còn chuyện biển số xanh của chiếc xe chỉ là một cái cớ mà thôi. Từ tháng 8 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng cũng khai mào cho chuyện Nguyễn Thanh Nghị dùng chiếc xe sang Land Rover mang biển số xanh sai quy định. Tuy nhiên, việc dùng cách này không hạ được Nguyễn Thanh Nghị vì vấp phải thế lực Nguyễn Tấn Dũng, nên ý đồ của Nguyễn Phú Trọng đã thất bại. Và một chiêu mà Đảng Cộng sản Việt Nam cũng hay tung ra, đó là tung tin tức mang tính quyết định lên truyền thông để đạt mục đích là cách làm ưa chuộng của các cán bộ trong đảng. Có thể nói hầu như quan chức nào của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có ít nhiều dính dáng đến sai phạm và tham nhũng. Vấn đề là có khui ra hay không mà thôi. Được biết, lương quan chức hầu hết là không quá 800 đô la một tháng. Nếu quy đổi, nhưng quan chức nào cũng có nhà cao cửa rộng, có xe ô tô bạc tỷ, cho con đi du học các nước phát triển như Anh, Mỹ, Úc với chi phí đắt đỏ. Chính điều đó, chỉ cần khui lại những việc làm bất kỳ quan chức nào thì quan chức đó sẽ khó thoát tội tham ô, tham nhũng. Tuy nhiên, khui hay không khui mới là một vấn đề. Đây là hình ảnh trang Chân Dung Quyền Lực đã đưa tin về ông Nguyễn Bá Thanh vào năm 2015. Tham ô là công việc làm giàu cho quan chức, tuy nhiên nó cũng là nguồn tài liệu dự trữ để các phe cánh đấu đá lẫn nhau và đưa ra nếu cần. Việc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng được cho rằng đó chỉ là chiêu bài để ông loại bỏ những người mà ông không vừa mắt hoặc ông ghét. Chính vì vậy, ông mới dựng lên cái lò để trụm những kẻ tham nhũng mà ông Trọng ví von là củi khô. Và cho đến hôm nay, ông đã đốt được khá nhiều loại củi khô này. Thông thường, ông Trọng chọn truyền thông chính thống của đảng, đánh mở màn. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng chọn truyền thông nhà nước, nhưng ông Dũng thì lại khác. Người ta cho rằng trang Chân Dung Quyền Lực trước đây được lập nên để phanh phui chuyện thâm cung bí sử của đối thủ ông Nguyễn Tấn Dũng. Chính trang này thông tin chi tiết về tình hình sức khỏe của Nguyễn Bá Thanh tại Mỹ, trong khi đó các trang báo chính thống không có chút thông tin gì cả. Ông Nguyễn Phú Trọng có danh trong sạch nên đã dùng truyền thông nhà nước, còn ông Nguyễn Tấn Dũng không có danh đó nên dường như có thể dùng truyền thông phi chính thống để khui ra chuyện thâm cung bí sử. Nói tóm lại, chuyện đấu đá cung đình nó dính chuyện truyền thông rất nhiều, dù cho đó là truyền thông chính thống hay truyền thông mạng xã hội. Tin về khen thưởng 12 an ninh trong chuyên án VT-17 được đưa lên một cách bất thường.
vào ngày 8 tháng 7 năm 2020. Ông Lê Thanh Hải, một thượng tá sĩ quan, tùy viên Bộ Công an, công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức, người có tham gia vào chuyên án VT17 bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã bất ngờ khoe thành tích lên Facebook. Tuy nhiên, đây là sự chia rẽ trong giới hạn bạn bè. Ông không hề để chế độ public. Nghĩa là mục đích của ông không muốn tung thông tin rộng này lên mạng. Một thượng tá an ninh, ắt ông Hải phải biết thông tin này là rất nhạy cảm. Ngay cả một người bình thường cũng biết nó là nhạy cảm khi mà giữa Việt Nam và Đức đã xảy ra khủng hoảng ngoại giao trong rất nhiều năm liên tục. Át hẳn với những con người như ông thượng tá Lê Thanh Hải, ông phải có những bạn bè làm trong cơ quan nhà nước và thậm chí làm rất cao, và cũng không thiếu người làm trong công tác tình báo chuyên phục vụ nhóm lợi ích chính trị. Không biết đây là sơ hở hay cố tình mà ông Hải lại đăng thông tin này lên? Đó là câu hỏi cần phải phân tích tiếp tục. Và người tiết lộ chi tiết này là ông Lê Thanh Hải, cựu cán bộ an ninh tại Sứ quán Việt Nam ở Berlin, đã khoe hình chụp chi tiết tới cả văn bằng huân chương chiến công hạng 3 của cá nhân ông được khen thưởng vì chiến dịch này. Trên trang nhà của Nick Hải Lê đã viết vào hôm 8 tháng 7 năm 2020 với nội dung như sau. Mặc dù đã về hưu nhưng vẫn được Bộ quan tâm trao tặng huân chương chiến công hạng 3 do Chủ tịch nước ký. Đây là hình ảnh status của Nick Hải Lê đăng vào ngày 8 tháng 7 năm 2020 và bị chụp lại chỉ sau đó một ngày. Tuy nhiên, các bức ảnh đã bị nhanh chóng xóa đi nhưng không kịp. Có kẻ đã chụp màn hình và lưu nó đợi đến khi cần thiết rồi mới tung lên. Được biết thời điểm mà ông thượng tá Lê Thanh Hải khoe thành tích ấy là lúc ông đã về hưu, tức là ông không còn gì để mất nên không sợ bị đì nữa. Với hoàn cảnh của ông Hải như vậy, không loại trừ khả năng là ông Hải như một dạng chim mồi giả vờ đăng lên rồi rút xuống để có người chụp màn hình lưu lại làm tài liệu sử dụng khi cần thiết. Thông tin này được lọt vào tay đài truyền hình nhà nước ETV của Slovakia bằng cách nào, câu hỏi cũng được đặt ra. Việc ông Tô Lâm đã lợi dụng mối quan hệ ngoại giao tốt giữa Việt Nam và Slovakia để hỗ trợ công tác bắt cóc đã làm cho sự nghiệp chính trị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Robert Kaliňák, mà người mà đã hỗ trợ Tô Lâm mượn máy bay đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đức, bị một vết nhơ khó rửa. Vào năm 2018, cộng thêm vụ bê bối để cho một nhà báo 27 tuổi chết, ông đã phải từ chức. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Robert Kaliňák từ chức vào năm 2018 sau khi dính dáng hàng loạt yếu kém, trong đó có vụ Trịnh Xuân Thanh. Hiện nay, thông tin về Bộ Công an Việt Nam đã khen thưởng 12 cán bộ công an tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Chỉ cần giao cho Slovakia hoặc giao cho Đức thì lập tức khủng hoảng ngoại giao sẽ bùng phát. Và khi chuyện này thổi bùng lên thì dư luận chắc chắn sẽ nhắm vào Tô Lâm chứ không ai khác. Vì vậy, việc giao mẩu tin trên status của Hải Lê cho đài truyền hình nhà nước Slovakia ETV đăng tin là một bài đánh truyền thông quen thuộc của Đảng Cộng sản. Lần này nhắm vào Tô Lâm chứ không phải người khác. Được biết, thông tin quan trọng này được đài truyền hình nhà nước Slovakia tung lên vào ngày 23 tháng 2 năm 2021. Vậy thì đài này nhận tin chắc chắn là trước đó không lâu, rất có thể là sau ngày 20 tháng 2. Điều đáng nói là thông tin này đưa ra khi mà có tin Tô Lâm trúng cử vào Ủy viên Bộ Chính trị một nhiệm kỳ nữa, tức là khả năng 99% là Tô Lâm sẽ giữ được chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Mà chiếc ghế này thì quá ngon, bị nhiều người dòm ngó, không thể đánh bật được Tô Lâm ra khỏi Bộ Chính trị được. Thì bây giờ có thể đánh bật Tô Lâm ra khỏi vị trí Bộ trưởng, vì đến tháng 6 ông Phạm Minh Chính mới chỉnh danh sách nội các cho Quốc hội khóa mới phê chuẩn. Nhưng quan trọng hơn là trong khoảng tháng 4 hoặc tháng 5, Bộ Chính trị họp Hội nghị Trung ương 2 để lên danh sách các bộ trưởng. Kỳ họp sắp tới của Bộ Chính trị là mục đích mà kẻ tung tin muốn nhắm đến, đó là Tô Lâm. Được biết cũng nhờ công lao bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh mà ông Nguyễn Phú Trọng cần ông Tô Lâm cho những vụ đánh khác. Và phần thưởng cho Tô Lâm là được ngồi lại Bộ Chính trị. Ông Tô Lâm thì chắc chắn không có tên trong tứ trụ và việc đó đã diễn ra đúng như vậy. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục ở Bộ trưởng Bộ Công an là đang trong tầm tay của mình. Một bộ được cho là lá chắn của Đảng và là bộ nhận ngân sách từ Trung ương lớn thứ nhì chỉ sau Bộ Quốc phòng. Nên ngồi một ghế này là một đặc ân rất lớn. Và qua đó thấy rằng định hình thế lực đâm sau lưng Tô Lâm là ai? Có nguồn tin cho rằng
Phan Đình Trạc đang nhắm tới chức ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Trạc đang là trưởng ban nội chính Trung ương và theo thông tin rò rỉ thì sắp tới Nguyễn Hòa Bình sẽ được bổ nhiệm vào chức trưởng ban nội chính. Vậy Phan Đình Trạc phải chuyển đến nơi khác là điều khó tránh khỏi. Vậy ông Trạc sẽ được chuyển tới đâu? Câu hỏi cũng được đặt ra. Có hai vị trí mà ông Trạc có khả năng tiến vào, đó chính là Bộ trưởng Bộ Công an và của Tô Lâm và chức trưởng ban tổ chức Trung ương. Nếu là chức Bộ trưởng Bộ Công an thì ông Phan Đình Trạc yếu thế hơn, tuy nhiên ghế này có quyền lực hơn và được ngân sách rót nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, ông Tô Lâm hiện nắm hai ghế mạnh. Thứ nhất là ông là đương kim bộ trưởng, khả năng được ưu tiên giữ chức vụ cũ rất cao. Tiếp theo, ông đang là cánh tay đắc lực của Nguyễn Phú Trọng. Rất khó có thể bứng ông Tô Lâm đi chỗ khác. Như vậy, cú giã đòn đâm sau lưng này có thể làm cho ông Phan Đình Trạc không phải là cáo tay. Vậy khả năng ai sẽ ra tay điều này? Đây là hình ảnh Nguyễn Trọng Nghĩa và Phan Đình Trạc. Thu thập thông tin trên truyền thông để cho vào kho dữ liệu, phòng khi cần là tung. Đấy lại chính là trò ném đá dấu tay quen thuộc của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nhiều năm trước đây, quân đội ít có người leo vào tứ trụ như công an. Nay ông Thượng tướng quân đội Nguyễn Trọng Nghĩa đã nắm chức trưởng Ban Tuyên giáo thì có khả năng quân đội sẽ có 3 ủy viên Bộ Chính trị. Rất có thể đây là cái nắn gân của phía quân đội nhằm gửi thông điệp tới nhánh công an là phía quân đội đã có đủ trò chơi, bên công an muốn vuốt mặt cũng phải nể mũi. Đây là khả năng cao nhất vì để đánh bật Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế bộ trưởng lúc này là không hề dễ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 4 năm 2021 với bản tin Thế lực nào đang đâm sau lưng Tô Lâm? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.